Nếu các đợt dịch COVID-19 trước tại Việt Nam, tỷ lệ mẹ bầu nhiễm bệnh khá thấp, thì ở đợt dịch này đã có nhiều phụ nữ mang thai không may bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và đẻ tại chính bệnh viện mình đang điều trị bệnh COVID-19. Mới đây, khoa ngoại sản Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã mổ cấp cứu thành công cho một phụ nữ mang thai 38 tuần tuổi mắc COVID-19. Trước đó, em bé có dấu hiệu suy thai, may mắn nhờ chẩn đoán kịp thời, ca mổ đã diễn ra thành công. Em bé chào đời với tình trạng suy hô hấp, sau khi hồi sức sơ sinh thì sức khỏe đã ổn định. Hiện tại, COVID-19 đang gây ra đợt bùng phát dịch lớn trong nước. Do tính chất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 gây ra, nhiều chị em phụ nữ đang mang thai vô cùng hoang mang lo lắng nếu không may bị nhiễm COVID-19, liệu có lây truyền mẹ cho con hay không, và những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mẹ bầu. Xin mời các mẹ hãy cùng tham khảo những thông tin sau đây để giải đáp thắc mắc nhé! 1. Mẹ bầu nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng đến em bé không? Theo bác sĩ Hồ Cao Cường, bác sĩ chuyên khoa 2 Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, các bằng chứng hiện tại cho rằng nếu mẹ không may bị nhiễm COVID-19 thì hầu như không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, và hiện tại chưa có báo cáo nào về ảnh hưởng của COVID-19 lên thai nhi. Hiện chưa có bằng chứng mẹ nhiễm COVID-19 ở những tháng đầu của thai kỳ làm tăng nguy cơ sảy thai hay thai lưu. Sự lây truyền COVID-19 từ mẹ sang con trong thai kỳ hoặc sau sinh dường như rất ít gặp và em bé của bạn vẫn sẽ ổn. 2. Phụ nữ mang thai khi bị nhiễm virus dễ bị tổn thương hơn so với người bình thường. Đích tấn công của SARS-CoV-2 là phổi và hệ thống tim mạch, những nơi vốn dĩ đã chịu áp lực lớn trong thai kỳ. Theo Dennis Jamieson, chủ nhiệm khoa sản phụ tại trường Y Đại học Emory cho biết, khi tử cung phát triển, càng ngày càng ít chỗ cho phổi, đó là lý do tại sao bà bầu thường cảm thấy khó thở và điều đó cũng ảnh hưởng đến chức năng của phổi. Để cung cấp cho thai nhi, phụ nữ mang thai cũng cần thêm oxy và máu để vận chuyển. Điều này có thể làm tăng lên áp lực với hệ thống tim mạch. Vì vậy, nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus thì khả năng gây ra nhiều sự thay đổi tới hệ thống tim mạch, viêm nhiễm thành mạch, tim hoạt động nhiều hơn. 3. Biểu hiện của phụ nữ mang thai khi nhiễm COVID-19. Chỉ có khoảng 2/3 phụ nữ mang thai nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng, còn lại là không triệu chứng. Nếu có triệu chứng thường là các triệu chứng của cảm lạnh nhẹ như đau nhức mình mẩy, đau rát họng, mệt mỏi, đau cơ xương khớp. Tuy nhiên, bước qua 3 tháng cuối của thai kỳ thì các bằng chứng ghi nhận phụ nữ mang thai nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng nguy cơ biến chứng nặng hơn so với một phụ nữ không mang thai nhiễm bệnh. Các nghiên cứu cho thấy rằng có một tỷ lệ cao hơn nhập đơn vị chăm sóc đặc biệt của nhóm phụ nữ mang thai so với nhóm phụ nữ không mang thai. Tuy nhiên, chúng ta không quá lo lắng. Video này được giải thích là đối tượng phụ nữ mang thai là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, nên nếu không may nhiễm COVID-19 thì cũng được điều trị ở những nơi có điều kiện chăm sóc y tế nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ bầu sẽ có thêm thông tin và không quá lo lắng về việc khi nhiễm COVID-19 có ảnh hưởng đến thai nhi hay không. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và em bé, các mẹ hãy chú ý thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống mà Bộ Y tế khuyến cáo, thông điệp 5K, luôn đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi công cộng và đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhé.